gai đó, nó dài sao mày? Cái mũ này nó gài chim được không ta? Mũ này nè. Ông tái này ngon kìa. Cây kìa. Cái chim này dạ, cặp cây nó đang chín. Nó già chưa chín. Tái này già ngon kìa, vàng tươi. Tao tái bự đó đó, nó là đó hả? Tao là hả? Nghe tái đây. Nó già. Ngái em tái rồi quý. Ngủ không? Đây các bạn, tôi hái ba trái nè, nhiều lắm, ăn vô đây chứ trẻ ra là chiên nhiều lắm. Nên là không hái nhiều, hái ba trái đủ ăn rồi. Dạ, có mấy người à. Kế bên có cái thò nè các bạn. Đây. Cái thò để trưng thôi. Đẹp không? Thường thường Tết là để dành trưng kiển. Nhìn đẹp lắm. Chín nó sẽ chín màu vàng. Vàng nó chuyển sang màu đỏ, đẹp. Này để cho gáo mũ làm sao ta? Các bạn thấy không, trái này mũ nhiều lắm. Mũ này gà chim là số 1 luôn á. Bữa mình có làm cái clip bẫy chim bằng cái trái sơ kê, mũ sơ kê á các bạn. Nếu bạn nào chưa coi thì mình lên lại cái clip đó, mình coi. Dính mũ, dính dít dít, chịu. Thì trái này nó già thì cái muối nó sẽ nở ra. Đây các bạn, nó nở ở đây nè. Nếu mình chưa già nó cái mũ này nó còn nhỏ, nó khiếp khiếp rồi. Nè, cái này thì ngon nè, chín ngon luôn, vàng tươi. Gai nở tét lét hết rồi. Thì cái này thì mình có thể luộc ăn, như là ngọt lắm. Và có thể là chiên, hay là mình có thể nấu kari với thịt gà hay là thịt cầy, ngon lắm các bạn. Thì đây mình về mình sẽ làm tiếp cái chế biến món ăn để cho các bạn chia sẻ cùng các bạn. Thì bây giờ mình đem vô nhà. Cắt lát món chiên. Chiên bi bột à. Chiên hấp luộc. Cái này mà nấu cà ri ngon lắm. Luộc cà ri. Chiên. Giờ làm món gì bây giờ? Hạt quết, quết dừa chuối. Này quết với chuối. Hay luôn. Quết chuối. Chứ nấu với này nấu quết chung vô hay luôn. Cà ri. Ăn với chấm với muối mè. Thì đây là trái sơ kê nè các bạn. Mình vừa gọt vỏ xong mình xắt ra. Nhìn nó tông xấu xí vậy chứ mình xắt miếng ra, bắt đầu mình chiên. Mình xắt lát mỏng á, mình chiên làm món sơ kê chiên giòn thì ăn rất ngon các bạn. Đây nè các bạn, đây là cái sơ kê mình đã chiên nè các bạn. Thì mình xắt lát mỏng như thế này nè. Mình chiên, cái này mình chiên hơi quá tay nên nó hơi đỏ chút. Các bạn chiên vừa vàng tới thì ăn rất là ngon. Các bạn thấy không, miếng sơ kê nó giòn, đó, thấy không? Mình bẻ ra cái thịt, đó, rất giòn. Rồi mình ăn rất là ngọt. Bạn chiên cái miếng như thế này là vừa nè. Nó vàng như thế này là vừa nè. Ăn ngọt không bạn? Thì đây là cái tái của cái cây bữa mình giặt lại mũ để mình bẫy chim nè các bạn. Thì ở quê mình gọi là sơ kê, không biết ở chỗ các bạn gọi là gì. Tái này thì các bạn có thể làm nhiều món lắm. Các bạn làm curry cũng ngon nè. Chiên giòn hay là các bạn sắc miếng hơi to to các bạn hấp á, luộc á, ăn ngon lắm. Nói chung là tái này thì năm mà như nó có mùa hay mùa gì mình cũng quên, ăn ngon lắm. Thì đây là cái thành phẩm mà mình đi hái hồi trưa giờ nè các bạn. Thôi mình xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn xem clip. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì các bạn muốn xem những cái món ăn hay là những cái gì ở miền Tây á, thì các bạn cứ comment ở dưới clip thì mình xem, nếu mà không khả năng thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ mình, giúp đỡ mình đạt cột mốc 100.000 subscribe. Mình xin cảm ơn các bạn.